hôm nay là cuối tuần mình sẽ phải selfie thật nhiều vào ảnh up này, năm cuối tuần mình đi chơi mới được. Con gái ơi, trời ơi ngủ này. Gì thế này? Nếu có một điều ước, mình ước trở thành chiếc điện thoại để được ba mẹ lương lưu, ôm ấp suốt ngày. Mẹ đi làm về trên tay lúc nào cũng chiếc điện thoại, lướt Facebook, Zalo, buôn cùng bạn bè. Ba đi công tác về cũng lại trực bên chiếc điện thoại. Mình có cảm giác mình như là một người thừa trong gia đình. Trời ơi, vậy là thời gian vừa rồi con gái mình rất buồn sao? Mẹ ơi, hôm nay nhá, ở lớp con học vui cực nhá. Yeah. Nhưng mà con với bạn Khánh Vân nhá, làm bể cá nhá, thích thú cực mẹ. Yeah. Thích lớp mẹ. Yeah. Vui quá. À. Thế mẹ, hôm nay con được được 10 đấy. Ừ. Ôi, chiếc váy này đẹp quá con ạ. Mẹ lúc nào chỉ cũng đây điện thoại, không quan tâm đến mình gì cả. Nào đi vào đây, vào đây. Con ơi, con bỏ sách ra học nhá. Con bỏ sách ra học xong mẹ đi nấu cơm. Ôi dồi ôi, nhà cô Mai hôm nay nấu món này ngon chưa này. Mẹ sẽ nấu cho con món còn ngon hơn nhá. Học cái bài đi nhá. Mẹ đi nấu cơm này. Đúng rồi, khoe cái món này tí á. Mình còn nấu cái món ngon hơn nhiều. Nấu cơm cùng cái điện thoại. Mẹ còn yêu điện thoại hơn cả mình. Giời ơi, bây giờ mình cũng phải chụp ảnh mình khoe nhé. Mình cũng nấu món ăn cho con. Dậy 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 con, để bọn cặp vào chuẩn bị ăn cơm con. Con học xong bài chưa? Học xong hết rồi. Ừ. Để bọn cặp vào. Ôi mẹ, mẹ làm món hamburger cho con. Ừ, mẹ làm hamburger cô này, cô Huyền vừa cũng khoe là làm cả pizza. Mẹ làm hamburger cho con ăn luôn. Muốn luôn vào. Món này con thích nhất á. Ừ đúng rồi, nhưng mà đợi mẹ nhá, đợi mẹ nhá. Mẹ đợi mẹ để mẹ chụp ảnh, để mẹ up lên Facebook. Ôi sợ. Ăn cái điện thoại. Con cầm cái hamburger lên, cầm lên. Đúng rồi, xong con há to ra. À đúng rồi, như kiểu rất ngon đấy. Đúng rồi, mẹ chụp nhá. Rồi sợ. Ăn cái điện thoại. Hamburger làm hamburger cuối tuần cho con gái. Sợ. Ăn cái điện thoại. Ăn đi con. Lớp nha. Các con chơi vui cực. Chơi với bạn bè chắc chúng lắm. Thế à? Thế mẹ ăn các thứ đi. Ừ con cứ ăn đi. Dồi ôi cái váy này đẹp quá này con này. Dồi ôi cái váy này mẹ mà mặc có hợp không? Có hợp không? Con ngồi đây ăn nhé, mẹ vào gọi điện cho cô Huyền để mai mẹ với cô Huyền đi mua cái váy này mới được. Xinh quá, mẹ thích quá. Là ai gọi điện các bạn? Là ai đang định mua váy các thùng cho ăn tiếp ấy? Rồi tắt. Hôm nay là cuối tuần, mình sẽ phải selfie thật nhiều vào ảnh up này, năm cuối tuần mình đi chơi mới được. Con gái ơi, trời ơi ngủ này. Gì thế này? Nếu có một điều ước, mình ước trở thành chiếc điện thoại để được ba mẹ lương lưu, ôm ấp suốt ngày. Mẹ đi làm về trên tay lúc nào cũng chiếc điện thoại, lướt Facebook, Zalo, buôn cùng bạn bè. Ba đi công tác về cũng lại trực bên chiếc điện thoại. Mình có cảm giác mình như là một người thừa trong gia đình. Trời ơi, vậy là thời gian vừa rồi con gái mình rất buồn sao? Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Hôm nay mẹ sẽ không dùng đến chiếc điện thoại này nữa. Con ơi, dậy đi, sáng rồi dậy đi. Dậy đi, hai mẹ con mình đi ra công viên chơi nhá. Con có thích không? Chơi. Ừ. Hôm nay mẹ sẽ đi con cho con đi chơi nhá. Con có thích không? Hôm nay còn cô Huyền rủ mẹ đi chơi nhưng mẹ không đi chơi nữa. Rồi dậy mẹ sẽ đi chơi với con. Mẹ sẽ đưa đi con đi công viên này, đưa cho con đi trung tâm thương mại này, cho con đi chơi được không? Mẹ yêu con nhất luôn. Nào chúng mình đi thôi.